Mối quan hệ giữa Dương Mịch, Lưu Khải Uy lại gay gắt vì tiểu gạo nếp, lần này kéo theo cả nhà ngoại vào cuộc. Sau khoảng thời gian ngựa tượng im hơi lặng tiếng, không còn liên quan gì đến nhau. Giờ đây cặp đôi Dương Mịch, Lưu Khải Uy lại được cho rằng đang căng thẳng vì chuyện con cái. Tuyên bố ly hôn. Đã gần 3 năm, cả Dương Mịch và Lưu Khải Uy đều tránh không nhắc về nhau trước công chúng. Mối quan hệ của cả hai được cho là đã nguội lạnh từ rất lâu trước khi quyết định đường ai nấy đi. Sau khi ly hôn, bé tiểu gạo nếp ở lại Hồng Kông để bố và ông bà nội chăm sóc. Trong khi đó, Dương Mịch hứng chịu cơn mưa chỉ trích vì bỏ bê con cái, mãi lo cho sự nghiệp và chuyện hẹn hò với thiếu gia kém 3 tuổi, Ngụy Đại Huân. Hiện tại trên Weibo đang có nhiều blogger chia sẻ tin gây hoang mang. Theo đó, mối quan hệ giữa Dương Mịch và chồng cũ đang trở nên gay gắt. Nguyên nhân là bởi Lưu Khải Uy đang muốn đưa con tham gia sâu truyền hình thực tế. Tuy nhiên, mỹ nhân tâm sinh tâm thế nhất quyết không đồng ý chuyện này còn liên quan đến bố mẹ của dương mịch tức ông bà ngoại của bé tiểu gạo nếp khi họ bày tỏ thái độ phản đối quyết liệt theo nguồn tin này dương mịch đang muốn đem con về với mình thay vì để tiểu gạo nếp cho lưu khải uy và bố mẹ chồng cụ nuôi nấng có thể nói dương mịch và lưu khải uy có cách chăm sóc con rất khác nhau trong khi mỹ nhân họ dương luôn cố gắng bảo vệ hình ảnh và thông tin về con gái thì chồng cụ của cô vấp phải ý kiến chỉ trích khi thường xuyên để lộ rõ mặt tiểu gạo nếp trước ống kính baba raji không nghĩ đến sự an toàn của con. Hiện tại, cả hai nghệ sĩ đều chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về tin đồn này. Cách đây không lâu, Lưu Đan, bố của Lưu Khải Uy đã ra mặt phản pháo, lại nhận xét tài tử của họ, sự nghiệp kém cỏi hơn vợ cũ. Ông cho hay, con trai đang có hướng phát triển sự nghiệp khác so với trước, vì muốn tham gia thử sức với mạng kịch nói nên đã từ chối hai kịch bản phim truyền hình, khẳng định đây là lựa chọn của Lưu Khải Uy, chứ không phải do sự nghiệp xuống dốc.